Ngon. Tì quá, ăn đi. Thơm với ta. Ở im đây nghe con, anh đi công chuyện con cái. Tới giờ ăn cái đau bụng dữ ta. Thôi để đi giải bầu tâm sự cái. Mày nằm đây chờ tao nha. Giải bầu tâm sự hả con? Đồ quá. Thôi đi về dẫn dê ăn coi. Chưa cho mày miếng da.
mới đi giải bầu tâm sự về. Đã quá. Giờ mát mẻ vậy mà ăn thịt heo nướng nữa thì còn gì bằng. Trời, miếng thịt heo nướng tới đâu tại sao còn có cái da không vậy? Thôi kệ, còn vô đây ăn cũng đỡ rồi. Ăn hết tôm thịt rồi, còn da với mỡ không à. Ăn hết con này chắc lên ký luôn quá.